92 trên 100 người không phân biệt được hai loại đồ uống này khi để cùng loại cốc trong suốt. So sánh phân biệt Sprite và Bài Up, 60,8 calorie, 141 calorie, một lọ khoảng 14 gram đường, khoảng 35 gram đường, chênh lệch dữ ta. Đúng là bằng mắt thường thì đố mà phân biệt được. Sprite có nhiều mùi chanh hơn, tạo nên một cái tầng hương sảng khoái hơn. 7up ít mùi chanh hơn, nhưng lại có cái mùi ngọt thanh rất đặc trưng và đáng nhớ. Lượng ga thì bằng mắt thường thì xem nhau. Đúng là khi uống vào thì Sprite có nhiều vị chanh hơn, độ ngọt cao hơn, hơi khó để miêu tả đoạn này. Nhưng có nhiều hơn những cái ga mini bám vào quanh miệng khi uống, nên là dễ tạo được cái cảm giác sảng khoái hơn. 7up lại có một cái vị nhẹ nhàng hơn. Đúng là ít vị chanh hơn thật, hậu vị hơi đắng một chút. Cảm giác mát đa phần không đến từ ga, mà đến từ cái hương vị của nước. Đúng là cũng thấy chút chua chua nhẹ nữa. Sprite có được cái độ ngọt gắt của hậu vị giống như là Coca-Cola. Toàn bộ những cái bọt khí ga nó sẽ bay lên và cái phần nước cảm giác hơi nặng một chút sẽ đi xuống, để lại một cái vị ngọt hơi gắt. Tổng kết lại, nói thật thì cái này là tùy gu. Còn tôi chọn 7up vì 7up để lại cho mình một hương vị dễ nhớ hơn. Còn Sprite thì có vẻ khá hợp để uống kèm khi ăn cùng với đồ ăn khác, ví dụ như gà rán, trường chu, chua sánh. Coca cực hiếm đã có mặt ở Việt Nam á. Mua Bekute đỏ cuốn hút, 130 calorie, 150 calorie. Dài nhưng mà thon, ngắn nhưng mà lại to. Béo béo, thơm đúng kiểu mùi vani. Thơm béo, thơm mát. Ô, Coca bây giờ ít ngọt hơn à? Mùi vani được mô tả cực kỳ thông minh ở trong lon này. Béo béo, không quá ngọt, lại rất thơm vani, khá là nịnh mồm. Hậu vị để lại không quá là ngọt gắt. Sự nhiều ga của loại nguyên bản được giữ lại y hệt. Một lon này thì bằng 3 lon này, nhưng tính cả vận chuyển thì một lon này bằng 45 lon này. Nên chọn lon này hay lon này là tùy vào các ông thích lon này hay lon này sau khi tôi so sánh hai cái lon này. Trung thành với vị nguyên bản, ít ngọt hơn, thơm, giá cả phải chăng hơn. Còn lon này nếu chi trả không quá cao thì 10 điểm. Đừng nhập nữa, đem hương vị này về Việt Nam đi, làm ơn. Trường Chu, chu so sánh. Ê, tôi đôi cả nhà tôi khui mấy cái lòng méo này ra, nó có bị phun trào không? Vận chuyển hơi ẩu nha. So sánh ba vị chu ba chúc, chứ không phải cả một mà là nước có ga. Cam, nho, dâu. Màu thì phải gọi là rất phẩm màu nha. Vị cam này gắt ga đi. Nói dễ hiểu thì vị này gần giống xê sủi, một loại xê sủi ngon, nhưng nếu xét về là một loại nước uống không ngon lắm. Có thêm một chút hương liệu kiểu kẹo chupa chup. Cái hương liệu này là mình liên tưởng đến kẹo chupa chup ngay khi uống vào luôn. Ngọt thì cũng ngọt nhưng không gắt. Vẫn tiếp tục là chương trình thích ăn dâu nhưng ghét đồ ăn được dâu. Cái vị này ghét ghê á, cảm giác như kiểu là đổ sữa dâu vào trong soda á, không thấy chút chua nào của dâu luôn á, chỉ thấy ngọt đi. À mà cũng không trách được, sữa này thế thì trách là tôi ăn thích sữa dâu. À mà chính gia vị này nó đỡ ngọt hơn cái kẹo mút vị sữa dâu á. Ê, vị này ngon nha. Vị nho này cũng là vị nho hương liệu thôi, không phải vị nho tự nhiên. Nhưng được cái nó cũng thơm, cảm nhận được chút chua chua nhẹ. Ngọt thì cũng ngọt nha, ngọt nhiều nha. Nhưng được cái là loại này không tạo cảm giác cắt ga. Tổng kết lại, nho ngon nho ngon, mua ok nhá. Còn hai loại này tôi không thích lắm. Trường Chu, chua sánh. Trên thế giới luôn có hai loại người khi so sánh: Coca-Cola và Pepsi vị chanh không calo. Trắng bạc sang trọng, đen nhám thời thượng. Coca-Cola lấy vị ngọt từ sucralose, Pepsi lấy vị ngọt từ cả sucralose và aspartame. Coca-Cola nhiều sodium hơn Pepsi. Người kỹ sẽ thấy mùi chanh mát, mùi nhẹ, bay. Pepsi phân chia tầng vị rõ ràng, thú vị. Phần êm, ngọt thơm, trôi xuống cổ họng. Còn phần ga và hương vị chanh bay lên. Hậu vị chua ngọt, Coca-Cola vị trôi hơn, tạo cảm giác mát lại trong khoang miệng. Pepsi mát vì chanh, Coca-Cola mát vì ga. Cách biệt về độ ngọt không nhiều. Tôi thích Pepsi vị chanh không calo hơn, hương vị thú vị và đáng nhớ hơn. Trường Chu, chu so sánh.